Lực lượng Hezbollah ở Li-băng tuyên bố đã phát động cuộc tập kích quy mô lớn chưa từng có bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa, tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự trọng yếu của Israel. Thông báo của Hezbollah không cho biết số lượng cụ thể các tên lửa và máy bay không người lái được triển khai, cũng như các mục tiêu quân sự Israel bị tập kích, song khẳng định đợt tấn công đã gây tổn thất lớn cho lực lượng đối địch. Về phần mình, quân đội Israel xác nhận trong ngày hôm qua, Hezbollah đã phóng khoảng 40 quả tên lửa tấn công vào khu vực cao nguyên Golan và Galilee ở miền Bắc Israel. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 2 người bị thương và gây ra nhiều đám cháy lớn. Giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah trong hơn 8 tháng qua đã khiến gần 500 người chết, phần lớn là thành viên Hezbollah, trở thành lần đối đầu quân sự ác liệt nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thương vong.